nữ cơ trưởng Huỳnh Lý Đông Phương tái xuất với nhan sắc vạn người mê. Huỳnh Lý Đông Phương được biết đến là nữ cơ trưởng đầu tiên của đội bay Airbus A321 Vietnam Airlines. Cô sở hữu diện mạo xinh đẹp và trình độ học vấn khủng. Dù không hoạt động trong giới showbiz nhưng Huỳnh Lý Đông Phương cũng có hàng chục nghìn người theo dõi trên Facebook. Song nữ cơ trưởng lại vô cùng kín tiếng, ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng vào những dịp đặc biệt hoặc tâm trạng vui vẻ, có điều gì đó muốn trò chuyện cùng chị em thì bà mẹ 8X mới post lên trang cá nhân. Mới đây trên trang cá nhân, Huỳnh Lý Đông Phương đã đăng tải bức hình chụp ở bãi cỏ lau với chiếc váy trắng vô cùng thơ mộng cùng dòng trạng thái: nhờ có nắng mới thấy cầu vồng, nhờ có anh mới thấy màu hạnh phúc. Vừa đăng lên, bức ảnh cười xinh xắn của nữ cơ trưởng đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý cùng vô số bình luận từ cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em, ai cũng trầm trồ với nhan sắc trẻ trung và nụ cười tươi tắn của Huỳnh Lý Đông Phương. Huỳnh Lý Đông Phương sinh năm 1987 tại Bruxelles, Bỉ, trong gia đình Việt Nam có hai người con. Sau khi học xong trung học phổ thông, một biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình cô, đó là việc ba cô mất. Theo ước nguyện của ba, cô theo học đại học với chuyên ngành kinh tế. Trong vòng 2 năm theo học ngành này, mẹ cô cảm nhận được rằng con gái mình không hề thích ngành nghề đang theo học mà vẫn có một ước mơ được làm phi công. Cô bắt đầu làm việc cho hãng hàng không Vietnam Airlines từ năm 2010. Sau hơn 2 năm tham gia khóa đào tạo phi công tại Montpellier, Pháp, hiện tại dù đã sắp bước sang tuổi 35 nhưng gương mặt bà mẹ 8X vẫn tràn đầy nét thanh xuân phơi phới, toát lên vẻ hạnh phúc vô cùng.